Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gerardo vào giữa mùa mừng Chúa Giáng sinh, mùa của ánh sáng và bình an. Chúa Kitô được Chúa Cha sai đến trần gian để soi sáng thế gian đang đi trong tăm tối. Ngài đến mang ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta chiêm ngắm Chúa cứu thế trong công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cũng dõi theo bước chân Thánh Gerardo, người môn đệ nhiệt thành, theo Thầy Chí Thánh. Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta thường hát bài Thánh ca do cha Kim Long phổ nhạc. Máu chiên bò, Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu, Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha. Chúa Giêsu xuống thế làm người không phải để làm theo ý riêng của mình, nhưng để thực thi ý Chúa Cha. Ý Chúa Cha là muốn cứu nhân loại khỏi vòng tội lỗi, đưa dẫn họ về lại nhà Cha, làm con cái của Cha trên trời. Chúa Kitô đã bắt đầu sứ vụ của Ngài bằng việc kêu gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Những bài tin mừng đầu mùa hiện lên linh và mùa vào mùa hiển linh này, mùa Giáng sinh này đã viết lên như vậy. Giáo hội đã dạy chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa kêu gọi con người bỏ đằng tội lỗi, trở về cùng Chúa, tin vào Chúa và đi theo Ngài. Đi đối với lời rao giảng, Chúa đã chữa lành tất cả những người bệnh hoạn, tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và Ngài đã chữa lành cho họ. Chúa đã chạy lòng thương trước đám đông bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa đã dạy dỗ họ nhiều điều. Khi thấy họ đói khát không có gì ăn, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá, Ngài đã nuôi hơn 5.000 người ăn no nê. Một lần vào trong hội đường, Ngài mở sách ra và đọc: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Và Ngài nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Như vậy, Chúa Giêsu đã công bố sứ mạng cứu độ của Ngài. Ngài thực thi sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngài đã rao giảng tin mừng và Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật. Sau đó, Ngài đã chọn các tông đồ để trao cho họ cũng chính sứ mạng đó, để đến lượt các ngài cũng phải ra đi loan báo. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gerardo cũng là một môn đệ nhiệt thành với sứ mạng Chúa trao. Trong bài hành hương, chúng ta đã nghe và đã biết được lòng nhiệt thành với sứ mạng tông đồ của thánh nhân. Từ thuở bé, Thánh Gerardo hết lòng yêu mến Chúa Giêsu, đã gắn kết với Chúa Giêsu thánh thể cho đến tuổi trưởng thành. Lòng nhiệt thành tông đồ được diễn tả rõ nét qua biến cố thanh niên quyết tâm dứt bỏ gia đình để đi theo lời mời gọi của Chúa. Mẹ ơi, con đi làm thánh, xin đừng tưởng nhớ đến con nữa. Gerardo đã chạy theo các cha nài nỉ: các cha đợi con với, suốt đoạn đường dài 19 cây số. Dù bị từ chối, Gerardo cứ lăn xả vào giúp việc các cha. Nếu cha từ chối, con cứ lẩn quẩn với đám ăn mày trước cửa nhà dòng, chứ con không đi đâu nữa. Cha nói con yếu không kham nổi được việc, thì xin cha cứ cho con thử đã. Nếu quả thật không được thì cha sẽ đuổi con sau. Chàng thanh niên Gerardo ốm yếu vì gán cho là vô dụng, một khi được nhận vào dòng thì đã trở nên một vị thánh rất hữu dụng cho các linh hồn, cho con người. Thiên Chúa đã dùng Ngài để thiên giáng phúc cho biết bao người khổ đau, khô khan, nguội lạnh, tội lỗi nữa đã từng gặp gỡ Ngài trên đường đời.
Ngài đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong sự vâng phục, trong những hy sinh chấp nhận đau khổ để mang lại ơn chữa lành phần xác và nhất là phần linh hồn. Ngài đã dẫn đưa nhiều linh hồn lầm đường lạc lối trở về đứng ngay nẻo chính, trở về cùng Chúa. Ngài đã thưa lên với Chúa: Thánh ý Chúa, Thánh ý Chúa, phúc cho người biết muôn điều Chúa muốn. Biết muốn điều Chúa muốn. Ngài còn viết: Ước chi ý Chúa được thực hiện nơi đây như ý Chúa. Và kéo dài thời gian bao lâu Chúa muốn. Phải thực hiện Thánh ý Chúa nơi Ngài muốn, khi Ngài muốn và theo như ý Ngài. Để Chúa toàn sứ mạng Chúa trao phó, Thánh Giê-rô quả quyết: Phải yêu mến Chúa thật nhiều, luôn luôn kết hiệp với Chúa, mãi mãi làm vui lòng Chúa, yêu mến mọi điều Chúa yêu thích và sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì Chúa. Tóm lại, hoàn toàn thực thi Thánh ý Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Giê-rô đã cầu vào cùng Chúa ban ơn hồn xác cho biết bao con người lúc Ngài sinh thời. Ngài vẫn còn tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Ngài đã nhiệt thành yêu mến Chúa và thực thi sứ vụ Chúa trao phó cho Ngài. Chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giê-rô, xin cho chúng ta cũng biết luôn luôn vâng theo Thánh ý Chúa, thực hiện sứ mạng mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta trong tinh thần vâng phục và nhiệt thành.